Thương Điệp, chào Pinong. Trong thời gian kỳ Pinong sang Mỹ thả Pinong tập hát, gửi nghe video dự thi nghe vòng tài nhì. Lê sang Mỹ sẽ hát ở Pinong tính bài nữa. Trước khi hát thì Lê sang Mỹ cùng chẳng truyền và Pinong ý nữa con. Tại ít thì Lê kỳ Pinong sang Mỹ bấm bài Pinong đã bớt ốc thời gian ốc tập hát, tập hát này, quay video này. Gửi hữu kỳ biên hỏng sang Mỹ đấy, tham gia góp vui nghe đợt thi tài thí đấy, dù nghe vòng 1 là nghe văn cuối cùng nhận bài dự thi là sang Mỹ nhận để bạt tọc để rất là like bài dự thi của biên hỏng, cho nên là sang Mỹ cùng duyệt nghe bài dự thi hơi chuẩn đạt ok là sang Mỹ cùng hữu khẩu nghe vòng tại ít biên hỏng đó video hơi bài dự thi hơi đạt để khẩu nghe vòng vòng tại ít là cùng đã rất là hay nhá, rất là hay, rất là đầu tư nghiêm túc, đầu tư mưa thời gian, đầu tư mưa nghề cách quay, đầu tư mưa nghề trang phục, để xong mình cùng hử hử Pinong khẩu tham gia có vui và căn luôn, đấy đã để khẩu nghe vòng 1 là cùng đã chân là video hơn tổ đây à, tổ là theo nghe thể lệ cuộc thi của lâu nĩ, là lâu chỉ âu nhì tiếp cân khẩu nghe vòng tài nhì thôi, đấy cho nên là xong mình cùng và ban tổ chức ban cố vấn là cùng chọn âu nghe bài dự thi hơi tên nổi trội hơn ý xít lắm, năm chưa cả bài hơi năm để khẩu lề năm hay lắm mà lại rất là cùng rất là hay, mỗi bài tới mình nghe điểm mạnh lắm, mỗi bài tới điều mình ăn hay riêng đấy tổ lề xong mình nắm có thể bài hơi cũng ốc khẩu đấy, tại vì theo nghe thể liệu cuộc thi là lề lâu đã quyết định ốc bên này á lề pin nó hơi chẳng để khẩu vòng tài nhìn thì lề pin nó cùng ra để bữa đấy, xong Mỹ cùng rất là bên bái Pinong like, Mỹ rất là Pinong chẳng may mắn khẩu nghe vòng tài nhì tỏ lệ Pinong vẫn bày tỏ cảm xúc, bình luận chúc mừng bài Pinong để khẩu vòng tài nhì, xong Mỹ cũng rất là bên bái nghe tình cảm của Pinong lâu danh hở cắn bên ấy, đấy lệ lâu vẫn chẳng Mỹ rất like cơ hội, đấy rất like cơ hội để giao lưu và cắn, mỗi bi là kỳ Pinong xong Mỹ cùng sẽ tổ chức ở kỳ bay. Đấy, hiện tại là bay này là bay tài nhì tài khí đấy là hy vọng là khảm chiên bay bị lắng đấy là xong Mỹ cũng sẽ tổ chức lái bay hơn ở Pinong tài ít nên là kỳ Pinong lâu giao lưu vào cắn hát và cắn chủ tình Facebook là coi như là Pinong lâu cũng chắc cắn và tông cả quen cắn và tông cả cân chú đỡ lươn tọt luôn đấy, hãy giả sử hãy xong Mỹ nắm tổ chức cuộc thi bên này là Pinong lâu tùng nắm đi cơ hội để chụp cắn và chắc cắn đấy, có thể kỳ Pinong xong Mỹ hát chỗ tay này là Pinong chắc kỳ Pinong xong Mỹ tỏ là Pinong xong kỳ Pinong xong Mỹ là nắm chắc Pinong lại cân hết đấy, cho nên là cùng quá kỳ nghe cuộc thi này là xong Mỹ cùng chắc lại hơn mưa Pinong đấy, Pinong sợ quấy và mọi nghe vùng miền là mi đều mi nghe bản sắc tán cắn mi nghe làn điệu tăng cắn đấy, nghe dân tộc Tây Nung của lâu nên là cùng mi rất lai là làn điệu cơ, năm chưa cả then và đan tính then đây đâu mà trong khi đó là nhà mi lửa năng ới này ở phong sư này si gian này đấy, cõi khắp này đấy, tên mi rất là lai làn điệu rất là phong phú nữa Pinong nè đấy, cho nên là qua nghe video này thì là kịp nòng xong Mỹ cùng chúc hử bài Pinong dù nghe vòng tài nhì tiếp tục để rất like Pinong ủng hộ nè Pinong nè đấy, bài này là xong Mỹ sẽ hát hử Pinong tính bài nữa đấy, bài này là do bê bảng tắt căm, bài này là mi tên là mi duyên chập cắn. Hoàn on hàn hàn vì duyên ta lộng văn lộc nà ơi lượn hát vui hì hà chân đây dục vi nồng đông cây nam bắc mà giao lưu bản sắc nung tây mọi cặm lượn hát đây ban nhạc ơi
Cơn đàn gần sông nhà hấp cân tình nắc na mọi vạn hương thiên mà giao lưu gắn kết yêu người thương. Lan tỏa khắp bản mường quay sở ơi, thấy sùng xuân xa tờ xa nưa, mình trao bao vai lửa in béo nóng và trải tang con rung căn. Đầy lươn hát rắc vằn du sáng ơi, chiếu thị phương tôm quảng khâu kia, sứ bản sắc thiên tha điếp quy, chúc mọi cần muộn thì sông vô rồng kim thi đua sản xuân, mùa xuân mà lâu cất tiếng ca. Đây tùng biếc tùng hoa hạnh phúc.